Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi rồi. Bình Lưu Tàu Lao chào các bạn. Đại Lâm Bùi Lô Tà Linh. Đây là kèo hẹn. Cuộc đối đầu giữa Gơ Tây và Chuối Bình Dương luôn rất là có thú vị các bạn ơi. Còn đây là Lip Rồ chai nóng hay chai lạnh 135.000 một chai. Chai đau mỏi và gái 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ủa không có đồng hành cùng Lip Rồ. Một pha vừa rồi lưới chuối nha các bạn. Đi chụp hình ông kính làm là Gơ Tây và nhân Libero ký cho Gơ Tây. Còn bên kia là Chuối Hoàng Tử Cà Rang. Tỷ số đó là 2-0. Đang nghiêng về cho Gơ Tây và nhân Libero. Hiện tại bây giờ là 16:30 giờ địa phương Cầu Tre Quyền Thoại. Quá đẹp cho Gơ Tây. Lại là một đồn quen thuộc của Gơ Tây. Gơ Tây và nhân Libero có 8 mét rưỡi thôi nha các bạn. Bên Chuối bộ ba bên kia chấp nửa mét nha. 3-0. Lại là một pha phát bóng không qua lưới gì đâu của Gơ Tây. 1-3. Và quá khó vừa rồi cho Chuối. 4-1. Thì ta bây giờ là 16:30. Nhiệt độ thời tiết rất mát mẻ cho trận đấu này. Lại là một pha thiếp cảm giác rồi của Chuối Bình Dương. Đây là kèo hẹn nha các bạn. Duyên nợ giữa Gơ Tây và Chuối Bình Dương chưa có hồi kết. Có thể nhân Libero là một trong những cầu thủ kỳ rất khó chịu. Nói chung là rất ly, rất tốt cho Gơ Tây. Lại là Gơ Tây tự sát tại Đâm Lạc. Hai năm Vikram. Đúng như nhà dưới gió thôi. Bóng ngay dây các bạn à. 6-2. Một pha bỏ bóng gì rồi của Hoàng Tử. Bóng rơi trong sân. Ngay dây 6-2. Hiện tại bây giờ gió đang rất lợi thế về phía Gơ Tây. Quá hay cho Gơ Tây phòng bóng gì rồi. Có Hoàng Tử vô thì đứng đội gòn này tự do. Các bạn bình tĩnh à. Lại là Gơ Tây tự sát tại Đâm Lạc. Đáng tiếc cho Gơ Tây. Hai quả không có lưới và một quả ra ngoài. Ba sáu. Bake ra mùi. Quả đẹp. Lại là một pha thiếu cảm giác rồi của Chuối Bình Dương. 7-3. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ là Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Quay lại tất cả các sân bóng nhộn nhịp đủ thứ các kiểu. Các bạn nào có đam mê bóng chuyền phụ hãy đăng ký ủng hộ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hả? Lại là một pha dù của Cà Rang thiếu cảm giác rồi. 8-3. Ram bay. Bay. Hiện tại bây giờ đổi chiến thật rồi. Cà Rang xuống dưới, Hoàng Tử lên trên. Lại là một pha quá khó rồi cho Chuối Bình Dương. Quá khó quá cảm giác cho Gơ Tây. 9-3. Rambun bay. Bên kia hiện tại bây giờ là đang canh lên cho Chuối Bình Dương là Tấn Đen và Sển Sển bên kia. Cáp kèo và cáp kèo nha các bạn.
quá hay cho Nhân. Một pha phòng thủ tốt rồi có gơi tay, một pha qua ngực quá bất ngờ rồi có Chuối Bình Dương. 4-9 Bun Rambun. Quá hay cho Nhân. Một pha cố gắng phòng thủ rồi quá tuyệt vời của Nhân Libero. Thật sự Nhân quá lẹ các bạn ạ. Pha bóng nó quá khó. Quá tuyệt vời. Cảm giác quá tuyệt vời rồi của GT. Pha lỗ đồng xu. GT trước khi vào đánh banh là GT dưới bàn chân có một cái vết thương. Đang đi cà dẹo nha các bạn. Nhưng GT đã nóng máy lên rồi. Thứ gì chịu nổi GT. Đang á. 11-4. Đây là kèo hẹn, cáp kèo và cáp kèo. Lại là gơ tay. Quả thứ hai ngay chỗ đó nữa rồi. Năm 11. Quá đẹp. Quá hay cho GT. Ủa gì hả? Nhân bất lực và bóng rồi. Sao pha cứu banh gì rồi của GT. Đâu được đâu. Chết kẹp rồi. Tranh thủ thời gian GT uống nước và uống nước. Libro, Libro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đau mỏi và gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Bùi Rò. Và Đại Lâm chuyển bên này cùng Libro. Libro and Libro. Bóng ra ngoài. 135.000 hai chai. Chai xanh và chai đỏ. Nè chú. Đẳng cấp và bóng rồi của GT. Quá hay. 12-7. Mười lăm điểm tới nha các bạn. Sân cầu tre là kỳ đội là 15 điểm không nha. Thể lực rất mệt. Bên kia có cảm giác như đang buông bỏ luôn rồi các bạn ạ. Một pha quá tuyệt vời cho Chuối Bình Dương phong ấy rồi. 8-12. Rambay Dapi. Đây là anh Lao Công. Anh Lao Công. Đừng. Tám mười hai. Dạ. 20kg đâu, 20kg đã nói 10kg à. 10kg. Đã nói là ông Nhật mở điện sớm đây. 12 đó là đây giờ giá mà. 10kg thôi của mình 10kg á. Ủa hình như 10kg của anh né điện Nhật á. Rồi để gọi Nhật cho. Nhiều hoàng tử thấy liên đang vô lộng cộng á. 9-12. Quá đẳng cấp và bóng rồi chúng ta. Lâu rồi Đại Lâm cũng chưa lại chơi cái món này gì nữa các bạn ơi. Bây giờ già cả rồi, nó nói Đại Lâm lục nghề rồi. Nó nói Đại Lâm lục nghề rồi. Món nó quá tập thường. Dữ dằn kiệt. Kế bên là U13 tầm. Tương lai sẽ là chen đen của cửa tre. Ba 9-12. Trời ơi, Thi mà ngồi xích đây, Thi phà khó vô tôi nhảy mũi xì cho Thi. Thi, anh bị dấn Thi. Bị dấn thiệt Thi.
Chị chết đây 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 và vô chạy ăn thịt chạy mũ ra đó. À, không nổi đâu. Tròn ha. Không... Có dầu hết mà hết không không hết coi. Cái dầu con dầu gì ạ? Thằng kia nó nói đưa dầu chú cho chú hết mà nó dị ứng khó chịu ghê gớm. Lại là gơ tây, những cú phòng thủ quen thuộc của gơ tây. Qua bài bán cho gơ tây. Chú này cũng giống của chú nè mà cái này. Viêm son và viêm son dị ứng đủ thứ các kiểu. Ok và ok. Thỏ mắt kính đang tặng cho Lâm hai chai. Hít hít và hít hít. Ok. Hết lần cuối á. Hả? 13 chân. Chưa bị dị ứng ăn bò tôm gà vô là nó làm nó mũi rồi. Khó chịu. Đúng rồi, giờ mình có cái cây nóng với lại. Dị ứng bị bò gà vô là chính là bò gà tôm vậy. Có thịt chó không? Hả? Chứ Lâm bị viêm mũi dị ứng. Dị ứng rồi bị mũi dị ứng. Quá hay cho Nhân. Pha phòng thủ quá tuyệt vời của Nhân. Một pha phản đòn của GT. Một pha phòng thủ bọc lót quá hay cho đội của Hoàng Tử. Lại là những cú quen thuộc phòng thủ của GT. Ây da, bên kia không hiểu với nhau còn vẫn tiếp tục. Quá hay cái chân của Hoàng Tử các bạn ơi. Ôi cơm quá hay. Anh chưa chết đâu em. Quá ghê gớm. Hoàng Tử quá tuyệt vời. Lại là cú quay trong của GT. Có vẻ như GT đang hết pin các bạn ơi. Sau pha bóng này GT mỗi lần đánh bóng chuyền như thế này, kèo hạn như thế này, tối vợ GT không bao giờ cho GT ngủ chung. Đấy là theo thông tin đã nhận được, GT hết sức và hết sức, chỉ cần phục hồi sức khỏe thôi. Ok. Pha bóng gì rồi, hết pin và hết pin các bạn à. Hôm qua chưa dừng cái công tắc cắt người đâu. Cắt xong rồi ghép lại người đâu. Trời ơi đâu cỡ không nào mà ghép bình. Đây là bình này nè. Thảy qua đâu, con tưởng đâu gửi qua đâu, nó dài sọc con gửi đâu mà nó đẹp cái video. Thoài đẹp á. Con cứ nói nghe thì dễ rồi, chú thì không gành công nghệ. Lâm đâu biết phai đẹp hay gì đâu. Không gặp mút, không bị nhiễm, không bị, nó không bị giảm quá lượng. Con có biết giờ được một cái được 82 phút 22 à. Ok cả nó, xong phim chưa? Hết phim hả? Nhân. Mấy rồi? 11, 13 hả? Ghê vậy? Các bạn ơi, mấy thằng này nó làm luôn super quá, các bạn thông cảm ra, bình luận tiếp tục nha. 11, 13. Ok. Chứ mặt này làm là Thi Thế Tử. Ok. Một những cầu thủ cũng rất ghê gớm của Gò Sòi. 11, 13. Đây là đúng là tính chất của kèo hạng nha các bạn. Gơ tay gác rất xa. Còn hiện tại bây giờ là 11, 13 rồi. Không thể đùa được bên kia. Chuối, Hoàng Tử và Cà Rang. Giờ này thơm hơn rồi kia nặng đồ hả? Dầu này nặng đô lâu lắm đó. Dầu kia nó nhẹ lắm. Dầu này thơm hơn nè Bình. Dầu này thơm mà nặng hơn. Dầu nhất đây. Lại là cái khe. Phản công cho Chuối Bình Dương. Nào nhìn. Nhìn chạy 15 giờ. Có lẽ gì gơ tay đang đuối pin nha các bạn. Ăn tư rồi chứ xong được. Lại là gơ tay đã đuối pin thật sự rồi các bạn à. 12, 13. Không thể đùa được trận đấu. Đây là tính chất kèo hạng. Đúng như là tính chất kèo hạng. Tỷ số đang là 12, 13.
rất tuyệt vời, quá hay, quá hấp dẫn. Mười hai, mười ba, chưa biết điều gì đang xảy ra. Quá hay cho Hoàng Tử, đang tiếp vào bóng rồi, đơn giản, quá đơn giản cho Hoàng Tử. 14-12, 14-12. Con thỏ nè, đừng làm vô nè, ù ra lấy vô là lâu lắm. Con tưởng nó đùa đâu. Anh vui vô mọi người chứ phải là laptop. Mày lấy laptop nè. 250 thôi. Ù ra tải lâu lắm. Mới qua 2-3 lượt. Lại là một pha không hiểu với nhau giữa Gơ Tây và Nhân. 13-14. Đập bay đập buôn. Hôm nay là ngày thứ bảy, còn ngày mai là ngày chủ nhật. Kèo hẹn giữa Nhân đầu vàng Quý Dọ sẽ gặp Chen Len tại Cambodia, giáp với Vinh Hưng Long An. Sáng mai đi mà. Đi xe đi xe máy, đi xe máy đi dừng nhân mập rồi chở nhân mập. Còn cái gì không? Hả? Kết thúc chương trình đại truyền hình hết, quá hay cho GT. Xin chúc mừng GT. 15-12. Thật sự quá tuyệt vời. Một trận kèo hẹn quá hay, quá hấp dẫn. Chui Bình Dương duyên nợ với GT. Ok men. Ok men.